Quý Châu xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Năm 26 tháng 5 năm 2016. Chương trình phát hình của SBTN Washington DC được mở đầu với bản tin tóm lược quan trọng trong ngày. Tiếp theo là bài đọc IV News với Destiny Nguyễn và sau cùng là câu chuyện thời sự với Thiên Nga. Để bắt đầu chương trình, Quý Châu xin kính gửi đến quý vị bản tin tóm lược quan trọng trong ngày của SBTN Washington DC. Kính thưa quý vị, ông Sanders có thể tranh luận với ông Trump, chứ không tranh luận với bà Clinton trước cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang California. Ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ Bernie Sanders và Donald Trump đã cho thấy có vẻ đồng ý để tranh luận với nhau trước ngày 7 tháng 6 trong cuộc bầu cử sơ bộ của tiểu bang California. Chỉ dấu này được cho là một điều khác thường trước khi cả hai chính đảng chính thức chọn ứng cử viên của mình. Ông Sanders, một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ của tiểu bang Vermont, vẫn đang chật vật trong cuộc chiến đối với bà Hillary Clinton, trong khi ông Trump ngày càng cho thấy đương nhiên sẽ giành được sự đề cử của đảng Cộng Hòa sau khi hai ứng cử viên đối thủ của ông đã bỏ cuộc. Trong một lần xuất hiện trên chương trình Jimmy Kimmel Live của đài ABC vào chiều thứ Tư, ông Trump đã được hỏi liệu ông đã sẵn sàng để tham gia tranh luận với ông Sanders. Ông Trump trả lời, vâng, tôi sẽ. Ông Trump nói thêm rằng, ông sẽ làm điều đó nếu tiền thu được của cuộc tranh luận sẽ được tặng cho cơ quan từ thiện với mục đích chính đáng. Ông nói thêm, nếu tôi tranh luận với ông Sanders, chúng ta sẽ có nhiều khán giả xem và tôi nghĩ rằng tôi nên lấy tiền đó và đưa nó cho một số tổ chức từ thiện xứng đáng. Các quân nhân Hoa Kỳ đã đặt quốc kỳ trên 230.000 ngôi tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington. Các quân nhân Hoa Kỳ đã đặt gần 1/4 triệu lá cờ Hoa Kỳ tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington như là một phần của truyền thống trong ngày lễ chiến sĩ trận vong và nghi thức đặt cờ thường được gọi là ngày Flag In. Theo quân sử của Hoa Kỳ, thì truyền thống bắt đầu vào năm 1948. Các nhiệm vụ được thực hiện bởi Trung đoàn 3 bộ binh có biệt danh là The Old Guard. Cứ 10 ngày lại có một vụ xâm nhập hàng rào phi trường bất hợp pháp. Dưới áp lực để ngăn chặn những kẻ lén vào phi đạo và máy bay tại các phi trường lớn tại nước Mỹ, chính quyền đang gia tăng các biện pháp an ninh, không phải chỉ riêng đối với những người cố tình lẻn qua các cổng an ninh tại các lối vào khu vực, ngồi đợi lên phi cơ, cũng như đối với những người vượt qua hàng rào phi trường. Nhưng trong một bản báo cáo về tình trạng, ngày càng có nhiều người tìm cách lẻn vào phi trường một cách bất hợp pháp. Sau một năm điều tra, phóng viên của hãng thông tấn AP đã hé lộ vấn đề sơ sót về biện pháp an ninh các hàng rào phi trường này đã xảy ra từ lâu, mà hiện vẫn đang tiếp tục, và càng thường xuyên hơn với mức độ cứ 10 ngày một lần, cho dù các phi trường đã đầu tư nhiều vào các hệ thống máy móc để củng cố an ninh tại nhiều phi trường của Hoa Kỳ. Tài liệu mới cho thấy, hàng chục vụ lẻn vào phi trường bất hợp pháp bằng cách nhảy qua hàng rào hơn là tại các cổng vào ở bên trong phi trường. Bản phúc trình của Bộ Ngoại giao về vụ cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton sử dụng email cá nhân đang gây phức tạp cho những thông điệp của bà. Bà Hillary Clinton đã từng khuyên cử tri không nên tin tưởng ông Donald Trump. Tuy nhiên, một báo cáo mới của Tổng Thanh tra Bộ Ngoại giao về việc bà sử dụng email cá nhân đang làm phức tạp thông điệp đó. Những lời chỉ trích mạnh mẽ từ Tổng Thanh tra của Bộ Ngoại giao cho thấy bà Clinton đã không xin phép khi sử dụng máy computer từ nhà của bà để gửi email. Và vụ này sẽ tiếp tục tạo vấn đề cho ứng cử viên, được coi như sẽ được đảng Dân Chủ tiến cử sau mùa hè này. Bản báo cáo cũng đến trong thời điểm chiến dịch tranh cử của bà đang phải khó khăn chiến đấu với hai đối thủ cùng được một lúc, đó là ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng Hòa và ứng cử viên Dân Chủ Bernie Sanders. Và tiếp theo, kính thưa quý vị, Quý Châu xin gửi đến quý vị bài đọc IV News với Destiny Nguyễn, chủ đề Việt Nam khát vọng tự do. Kính mời quý vị theo dõi. Việt Nam khát tự do và nguồn cảm hứng cho dân chủ. Từ khắp các con phố ngã đường ở Hà Nội lẫn Sài Gòn, hàng ngàn người dân Việt Nam nao nức hô vang tên của Tổng thống Obama
để chào đón vị nguyên thủ quốc gia của cường quốc số 1 thế giới. Không khí khác hẳn với cuộc tiếp đón của một vị nguyên thủ quốc gia mà nhà cầm quyền Việt Nam xem là bạn vàng, là láng giềng hữu hảo, với phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt khi đón Tập Cận Bình vào năm 2015. Nếu như cũng những người dân Việt Nam xuống đường hô vang, thì lần này họ đón với tâm trạng phấn khởi và mong đợi. Còn khi đón Tập Cận Bình là căm hận, và nhà cầm quyền Việt Nam đã phải xuống tay đến độ máu dân Việt Nam phải đổ. Bấy nhiêu hình ảnh đối lập ấy cũng đủ cho ta thấy đâu là bạn, đâu là thù trong lòng người dân Việt Nam hôm nay. Cuộc chiến tranh với Hoa Kỳ hơn 40 năm về trước mà chúng ta thường bị định hướng sai bởi dư luận quốc tế cũng như âm mưu của quốc tế cộng sản. Xem cuộc chiến ấy là phi nghĩa. Xem Hoa Kỳ là kẻ thù mà thực chất trong dòng chảy của lịch sử, Việt Nam vào thời điểm ấy như là một quân cờ thí trên tiền đồn chống cộng sản bành trướng. Số phận của một quốc gia nhỏ bé hình chữ S đã bao lần là quân cờ trên một bàn cờ chính trị rộng lớn. Thì hôm nay, khi người dân nô nức đón chào Tổng thống Obama cũng phản ảnh rõ nét tinh thần hòa hiếu và bao dung của dân tộc Việt Nam. Sẵn sàng gác lại quá khứ đau thương và nhìn tới tương lai cho một mối quan hệ tốt đẹp với cường quốc được xem là cựu thù. Trên tinh thần đó thì Tổng thống Obama đã làm một điều không thể tuyệt vời hơn là đáp lại tấm chân tình của người dân Việt Nam. Trong bài phát biểu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội khi chào xã giao mở đầu, ông đã nói: "Sự thân thiện của các bạn đã chạm đến trái tim tôi." Thưa ông Obama, đúng thế, dân Việt Nam chúng tôi lúc nào cũng thân thiện. Chỉ có những kẻ cầm quyền là thiếu sự lương thiện, cho nên hôm nay dân tộc Việt Nam chúng tôi mới như thế này. Ông cũng khéo léo và thâm thúy trong lịch trình thăm Việt Nam, đã chọn những điểm đến và những phát biểu hết sức biểu tượng cho một tương lai dân chủ tươi sáng của Việt Nam. Chỉ xin nêu lên một vài ý kiến để thấy rõ cánh cửa dân chủ của Việt Nam đang mở ra. Đây là thời điểm quan trọng, thời khắc mà người dân Việt Nam đã phải quyết liệt chọn lựa và sáng suốt đấu tranh cho một Việt Nam tươi sáng. Ngày đầu tiên khi họp báo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ông Obama đã tuyên bố bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Đương nhiên là Việt Nam phải tuân thủ các điều kiện ràng buộc về nhân quyền. Một tín hiệu và tia sáng, Hoa Kỳ sẵn sàng đưa tay giúp đỡ Việt Nam. Quan trọng là chúng ta bắt tay lại như thế nào. Bên cạnh đó, cũng thông báo Hiệp định TPP sẽ sớm thông qua và ký kết. Điều này hoàn toàn có lợi cho Việt Nam vì nền kinh tế nước nhà đang đi xuống vực thẳm, vì nợ công tăng và lũng đoạn kinh tế do các quan tham nhũng. Cái phao cứu sinh tốt hơn bao giờ hết đã quăng ra từ lâu mà Việt Nam vẫn cái trò đu dây, nửa đi với Hoa Kỳ, nửa vẫn không muốn làm mất lòng anh láng giềng Trung Cộng nham hiểm. Ngày thứ hai khi vào Sài Gòn, điểm đầu tiên khi ghé thăm là chùa Ngọc Hoàng. Có ai trong chúng ta thắc mắc tại sao lại là chùa Ngọc Hoàng mà không phải là nhà thờ Đức Bà Sài Gòn hay Dinh Độc Lập? Là những điểm nổi trội hơn, thường được nhà nước Việt Nam giới thiệu hơn là ngôi chùa nhỏ bé này. Thưa, phía sau việc chọn điểm đến là cả một ẩn ý mang tính biểu tượng nhắn gửi thông điệp cho người dân Việt Nam. Trước hết, Tổng thống Obama đã được biết hàng ngàn năm trước dân ta tín ngưỡng thờ trời. Tin vào trời, cực khổ gì, cũng chỉ biết kêu trời. Lạy trời mưa xuống, lấy nước con uống, cho ruộng con cày, cho đầy bát cơm. Do đó, tại Việt Nam không có chùa nào có cái tên mang nghĩa ông trời, ngoài cái tên Ngọc Hoàng. Với hàm ý nhắn nhủ dân tộc Việt, người Việt Nam hãy nhớ khi cơ cực, cũng như đã cùng cực thì hãy nhớ tới trời. Cầu trời cho dân mình biết đoàn kết, để vùng lên chống xâm lược, chống kẻ xâm lăng, để phục hồi xứ sở. Còn nhiều ẩn ý biểu tượng khác trong bài phát biểu khi ông Obama trích dẫn sử liệu tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc Việt Nam là năm Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt, như hình ảnh cây tre bất khuất, biểu tượng cho con người Việt Nam kiên cường.
Cả thời Hai Bà Trưng, ông cũng trưng dẫn ra, để cho dân Việt thấy rằng, thời cơ và vận mệnh dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay cho đến hiện tại là của dân Việt, và dân tộc Việt Nam phải tự quyết định. Tín hiệu, sự thân thiện và biểu tượng sẵn sàng giúp đỡ cho dân Việt đã đưa ra. Phần còn lại là thuộc về chúng ta. Tôi thầm cảm ơn ông đã mang một luồng gió mới, một luồng sinh khí để khơi dậy tinh thần dân tộc Việt Nam qua các thông điệp và các biểu tượng cũng như hành động của ông trong 2 ngày ngắn ngủi tại Việt Nam. Các bạn của tôi ơi, bây giờ và ngay lúc này, thời cơ đang đến, cánh cửa thoát gông cùm cộng sản vô thần đang hé mở. Nếu không là bây giờ, không tranh thủ luồng sinh khí này mà vận dụng, hành động và đáp lời sông núi, cũng như đáp lại tấm chân tình mà Hoa Kỳ đã phát tín hiệu, thì chúng ta khó có cơ hội nào mà đứng dậy, thoát khỏi vũng lầy u mê mà chủ nghĩa cộng sản đã gieo rắc trên quê hương Việt Nam chúng ta hơn 80 năm nay. Tiện ông, trong niềm hy vọng khấp khởi, không phải là vì Tổng thống Obama là người có thể làm thay đổi vận mệnh dân tộc Việt Nam. Nhưng từ ông, người dân Việt Nam sẽ sớm có hy vọng thoát khỏi sự nô lệ và đấu tranh cho một Việt Nam ngày mai tươi sáng hơn. Từ Sài Gòn, Thank you Obama. Antoine Cường. Đến đây, chương trình xin tạm dừng trong giây lát và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. Pháp hội Vô Lượng Thọ lần đầu tiên tại thành phố Portland, Oregon thuộc miền Tây Bắc Hoa Kỳ. Ban tổ chức đáp lời theo lời thỉnh cầu của quý Phật tử tại Oregon, Đại Đức Thích Giác Nhàn sẽ đến hướng dẫn quý Phật tử đồng tu tụng kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật A Di Đà và thuyết giảng trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6 năm 2016, thời gian từ 8 giờ 30 phút sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày tại Pension Polytechnic High School, 546 Northeast 12th Avenue, Portland, Oregon 97232. Quý Phật tử đến tham dự pháp hội hoàn toàn miễn phí. Quý Phật tử tại vùng Seattle muốn tham dự pháp hội, chúng tôi có xe đưa đón miễn phí. Xin vui lòng liên lạc cô Thu Thảo 206-859-3099 để thuận tiện cho ban tổ chức sắp xếp. Mời quý Phật tử hoan hỷ gọi phone đến ban tổ chức và ghi danh tham dự pháp hội. Mọi chi tiết xin liên lạc cô Như Phước 541-613-2666, cô Như Thảo 541-301-7994, cô Như Thủy 541-499-4442. Hãy cùng mua sắm tại Telechon trong cuộc triển lãm May Expo đại hạ giá lớn nhất trong năm nhân dịp Memorial Weekend. Tặng quà cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày mà không cần phải mua hàng. Nhiều sản phẩm giá rất rẻ, mỗi loại 3 cái đến trước mua trước. Thứ 6 27 tháng 5, TV Sony 32 inch 68 đồng, máy massage chân Dr. Fuji 68 đồng. Thứ 7 28 tháng 5, TV Sony 40 inch 98 đồng, máy massage chân Dr. Fuji 68 đồng. Shampoo dược thảo bảo vệ tóc Made in Korea 25 đồng set 3 chai chảo Diamond đại hàng 12 đồng. Nồi thủy tinh cao cấp của Pháp 15% ớt, nồi cơm điện 10 cấp hiệu Tiger 58 đồng. Inada Medical Chair làm tài nhọt tốt nhất thế giới 183 đồng một tháng 4 năm không tiền lời. Karaoke Bose máy rung tăng mỡ giảm cân bớt 1.500 đồng tặng thêm quà. Nệm Magni Stretch Italy trị đau lưng 2.999 đồng, nệm lông cừu lông lạc đà, bàn ăn giường ngủ sofa da Made in Italy 35% ớt tặng TV. Heo máy sauna của Mỹ bớt đến 2.000 đồng. Ghế massage Cozia, xoa bóp bấm huyệt lòng bàn chân 3.999 đồng tặng quà 500 đồng. Happy Memorial Day, Teletron kính mời.